Bùa ngải cua mang thông, oan hồn giận dữ của Phong Nhi trong hình hài búp bê. Vợ chồng tôi quyết định đi Thái Lan một chuyến sau khi vụ làm ăn bị đối thủ cạnh tranh lừa mất mấy trăm triệu. Nói là đi chơi cho nhẹ nhàng vậy thôi, chứ mất tiền ai mà chẳng sót, tâm trí để đâu mà vui vẻ hưởng thụ. Thật ra thì mục đích chính của chúng tôi là sang đó thỉnh bùa Kumanthong về nuôi, một tên gọi khác của bùa quỷ Linh Nhi, mang trong mình thân xác của một vong hồn trẻ con chết yểu. Chồng tôi bảo, thứ bùa đó có a lực ghê gớm lắm, cầu gì được nấy, phen này phải làm cho thằng lừa chúng tôi sống dở chết dở. Tôi e dè hỏi chồng, liệu nuôi có dễ không anh, dính tới bùa bả em không yên tâm. Chồng tôi trấn an rằng, em lo gì, thiên hạ người ta chơi đầy ra. Thái Lan nhiều bùa lắm, nhưng quỷ Linh Nhi đang được săn lùng nhiều nhất, cậu bé vàng đấy. Dường như động lực trả thù đã làm chồng tôi mờ mắt, bất chấp bằng mọi giá phải đón được một em Kumanthong cho bằng được. Việc nhận được em búp bê tóc dài xinh như mộng khiến chồng tôi hôm đó vui cả ngày, đáp chuyến bay về Việt Nam mà anh ấy cứ cười suốt. Tôi không hiểu, một con búp bê có giá vài triệu liệu sẽ làm được gì, hay đây chỉ là mánh khóe lừa đảo của mấy tay thầy phù thủy dùng để lừa những người cả tin như chồng tôi. Tuy thấy khó hiểu, nhưng đã đến giờ phút này rồi thì tôi cũng mặc kệ cho chồng muốn làm gì thì làm. Mặc dù quan sát kỹ, tôi vẫn thấy con búp bê đó cứ rần rần. Chồng tôi dặn rằng tôi phải gọi mẹ xưng con rồi đối xử với nó như con ruột mình vì nó rất dễ tự ái. Tôi nghĩ bụng, thôi được rồi, hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Chúng tôi quyết định đặt tên nó là An. Nó được ở trong một căn phòng trang trí bóng bay đồ chơi đủ kiểu, y như một đứa con nít. Con gái tôi cũng thích nó lắm, hay gọi nó là em An. Có đồ chơi gì cũng mang vào khoe với em. Con gái tôi tên Bảo Ngọc, năm nay cũng vừa tròn 6 tuổi. Hằng ngày, chồng tôi đều niệm chú rồi mang sữa, bánh kẹo các thứ cho An ăn, cưng nựng rồi nói chuyện tâm sự cả tiếng đồng hồ, làm tôi cũng có cảm giác như mình vừa sinh ra đứa con thứ hai, chứ không phải một con búp bê mang linh hồn ma quỷ. Vụ thỉnh Kumanthong tôi đã được chứng kiến rất nhiều, những thêu dệt về phép màu của nó càng làm chồng tôi có thêm niềm tin rằng An sẽ giúp chúng tôi đòi lại được tiền. Chồng tôi hứa hẹn với An rằng sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, luôn yêu thương và bảo vệ nó. Anh nghĩ rằng trẻ con thì ưa nịnh, mọi việc vẫn diễn ra bình thường cho đến một ngày tôi thấy con gái tôi mếu máo. Mẹ ơi, em An bảo, em An ghét con, đẩy con ngã. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ con gái tôi nói đùa, tôi còn mắng con một trận vì nghiêm mặt, mẹ không thích con nói dối thế đâu nhé. Bảo Ngọc bèn òa khóc nức nở như bị oan ức lắm. Khi kiểm tra tay con thì có vết xước, nhưng việc trẻ con nô đùa tự ngã là chuyện bình thường nên tôi cũng không để ý nhiều. Khi vào phòng nhìn An, nhìn con búp bê xinh như thiên thần đấy, tôi chợt cười, giờ mà An biến thành người thật chui ra đây với mẹ nhỉ. Dạo này, chồng tôi khoe công việc làm ăn của anh có vẻ tốt hơn, sắc mặt trông cũng hồng hào hẳn. Tôi tự nhủ rằng, chẳng lẽ bùa Kumanthong lại thần kỳ như vậy? Tự dưng tôi cảm thấy rất vui vui vì đã thỉnh được An về. Tôi vuốt nhẹ mái tóc An và lẩm bẩm, cảm ơn con gái của mẹ nhé. Chúng tôi đã mua nhiều đồ chơi váy vóc cho An hơn để nó ngầm hiểu rằng nó thật sự là một thành viên của gia đình. Giống như lời thầy phù thủy đã dặn, bùa Kumanthong sẽ phát huy hết công dụng nếu đứa bé đó vui và hạnh phúc, nhưng tuyệt đối đừng làm phật lòng nó. Mà nhắc đến thầy phù thủy thì để ý có thể thấy lão bị mất một bên mắt, làn da đen nhăn nheo. Lão cũng là người Việt Nam sang Thái Lan sống cũng được gần 30 năm rồi. Lão có khoe rằng nhiều người đến đây thỉnh bùa về lắm. Trong nhà của lão có đủ các hình thù kinh dị, có những cậu ngải lớn bé lão quý hơn cả sinh mạng. Hình như lão phải trồng tận rừng sâu âm u nhất để hút tà khí, khi nào đủ công năng lão mới đem về. Không biết thật hư như thế nào, chứ hôm vợ chồng tôi đến thỉnh bùa cũng gặp một con bé xin lão bùa để trù cho người khác chết. Thất đức thật, bùa hại nhau, bùa yêu, bùa gì cũng có cả, và ở Thái Lan là thánh địa phát minh ra những loại bùa bả này. Bảo Ngọc mỗi lần đi học về lại cầm bộ đồ chơi xếp hình sang phòng An. Tôi lén theo dõi thì thấy con bé ngồi đó nói chuyện với An như thật. Con bé kể đủ thứ chuyện trên đời. Hồi xưa Ngọc cũng hay chơi một mình kiểu này nên tôi chỉ cười chứ không bận tâm lắm. Trí tưởng tượng của trẻ con thường rất phong phú mà.
Có hôm nửa đêm tôi đang ngủ say sau một ngày làm việc vất vả thì Ngọc bỗng lay tôi dậy thì thầm: "Mẹ ơi, em An kìa." Tôi ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra cửa thì không thấy gì. Tôi bán tín bán nghi hỏi con: "Thế em trông như thế nào?" Ngọc kể: "Em mặc váy tím mẹ ạ, tóc em dài lắm nhưng mà em cứ lườm con. Môi em có màu đen chứ không phải màu hồng giống con đâu." Bất giác tôi chợt thấy rùng mình, gai ốc nổi lên. Chồng tôi trấn an: "Hai mẹ con ngủ đi, không có chuyện gì đâu." Chồng còn khoe với tôi tin cái thằng lừa tiền vợ chồng tôi vừa bị tai nạn gãy một chân. Không hiểu là tình cờ hay là do An làm, quả thật tôi thấy rất sợ mấy cái bùa trù người khác bị cái này cái kia, thất đức lắm. Việc thỉnh An về là chiều theo ý chồng, tôi chỉ muốn cầu may mắn và đòi lại được tiền, chứ thật lòng tôi không muốn hại ai. Càng nghĩ càng thấy đau đầu, tôi nằm trằn trọc đến 2 giờ sáng thì thiếp đi lúc nào không biết. Đợt gần đây, nhà tôi có sự đảo lộn, ví dụ như lúc sáng chính tay tôi xếp nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, thì đến tối chăn màn quần áo luôn bị ai đó bày bừa hết mỗi nơi một cái, tôi lẩm bẩm chả nhẽ nhà có ma. Nói xong câu đấy, tôi cứ có cảm giác như ai đó đang đúng theo dõi nhất cử nhất động của tôi. Tôi lại nghĩ đến sự hiện diện của An, liệu có phải đứa trẻ này lại nghịch ngợm? Dẫu sao nó cũng là một đứa trẻ bạc mệnh, chưa kịp sinh ra để nhìn ánh nắng mặt trời thì đã chết. Tôi đang nuôi một linh hồn của trẻ con, điều này tôi không thể lý giải được là tốt hay xấu. Nhưng đến giờ phút này, công việc của chồng tôi đang trên đà thăng tiến dần, nên tôi không thể phủ nhận sự phù hộ của An là có thật. Tôi bước vào phòng nịnh nọt con bé: "An ngoan, đừng nghịch đồ của mẹ nhé, ngoan mẹ mua đồ chơi cho." Bỗng một luồng gió lạnh lùa qua, làm tấm rèm che ngoài cửa sổ rung rinh. Lạ thật, phòng kín thế này thì lấy đâu ra gió. Bẵng đi một thời gian thì Bảo Ngọc nhà chúng tôi xảy ra chuyện, con bé bị trượt chân ngã đập đầu xuống đất. Cho vào viện khám thì không sao, nhưng về nhà là sốt ly bì xong mê sản. Lúc tỉnh táo, Ngọc bảo rằng chính An là người đẩy con bé ngã. Nhìn Ngọc ngủ mà tôi không cầm được nước mắt, cứ ú ớ xong giật mình nắm chặt tay mẹ. Dường như con bé vừa trải qua một điều gì đó khủng khiếp lắm. Gần đây tôi cũng cảm thấy không ổn khi mình thường xuyên bị bóng đè. Trong giấc mơ tôi đã cố thoát nhưng bất lực. Tôi nghe thấy giọng cười của một đứa trẻ cứ văng vẳng bên tai. Tôi cố chạy thục mạng. Càng chạy, cái giọng cười the thé càng tiến sát lại gần. Đứa bé nói: "Mẹ là mẹ của con." Tôi tỉnh ngủ, mồ hôi vã ra như tắm. Quay sang bên cạnh tôi giật bắn mình khi thấy chồng tôi hai mắt mở trừng trừng đang nhìn lên trần nhà. Ánh mắt đỏ ngầu hẳn lên những tia đáng sợ